Xin chào tất cả các bác và anh em. Buổi sáng là cái buổi làm tốt nhất của Thanh Hồng Audio KTV. Thường thường thì buổi sáng thì em tập trung vào cài vang số cho các bác và anh em. Buổi chiều đóng hàng. Thì mở màn cho cái buổi sáng hôm nay thì em giới thiệu các bác anh em một chiếc vang số của hãng DB với model là S750. Một dòng vang số mà sáng âm. Thì các bác anh em mà đang sử dụng những cái bộ dàn loa full chưa được sáng hoặc là loa bát gần mút chủ đề giấy mà nó không sáng, hoặc là những cái bộ mic mà nó không sáng, thì các anh em có thể là sử dụng ở cái dòng vang số này. Bởi vì đối với em là em căn chỉnh rất nhiều loại vang số, kể cả hàng mới cũng như hàng bãi, cho nên rằng là em rất hiểu đặc tính ở trên từng chiếc vang số. Rất nhiều các cái hãng vang số khác nhau và các cái mua em khác nhau. Thì đối với S750 thì chất âm kể cả phần nhạc, cả phần mic, phần súp, rất là súp thì rất là lực, và nhạc sáng, mic sáng. Thì em cũng test thử ở trên cái bộ mic của chúng em ở Hải Phòng gửi đến, đó là cái bộ mic Beyer. Một ngày hôm qua em nhận được một cái chất âm mic mà nó dày ở cái dải âm thấp. Để các bác anh em thấy được rằng là cái vấn đề mà em đánh giá chiếc vang số này nó sáng âm thì có đúng hay không. Về phần nhạc ấy thì em test thử để các bác anh em thấy được rằng là chất nhạc ở trên cái S750 như thế nào. Và cái giá là 2,8 triệu, em cài đặt cho các bác anh em là 4 chế độ ở trên chiếc vang số này, trong đó có một chế độ reverb khá là hay, có hai đường mic riêng biệt và có cổng quang. Thì em nghĩ rằng là với giá 2,8 triệu một chiếc vang số có hình thức đẹp, chất âm khá là hay. Về phần cứng thì đối với lại chiếc vang số này thì nó cũng là một cái dòng vang số mà đời cao của DB. Hình thức đẹp, có cổng quang, có hai đường mic riêng biệt. Nhưng cái quan trọng nhất là cài đặt cho các anh em mà sử dụng tốt ở trên những cái bộ dàn mà chưa sáng. Thì đây là một cái dòng vang số mà nó sẽ phù hợp với những cái bộ dàn mà nó không sáng. Thì giờ em sẽ thử mở nhạc để các anh em có thể nghe này. Khi hai chúng mình vòng tay trót buông xuôi, dù gặp nhau cúi mặt bước mà thôi. Em về trong bóng đêm, mưa loang ánh đèn, lửa thương chưa tắt nên em để lại hương tóc dài cho người yêu năm trước phút vui xưa trở về mong mơ, cho người yêu năm trước phút vui xưa trở về mong mơ. Bây giờ em sẽ thử mic nhé, các bác anh em sẽ nghe được chất mic trên cái bộ mic mà nó dày tiếng, để đánh giá xem là như vậy là cái độ sạch sẽ cũng như là về cái vấn đề mà chất âm nó sáng thì có đúng hay không. Bây giờ chế độ số 1 này. 1 cho mic to lên tí nhá. Mic 25 này, 30 đi, cho mic lên 30 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6. Đây là chế độ số 1. Chế độ số 2 sáng âm hơn nhá. Sáng âm hơn này. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Chế độ 3 dày tiếng hơn này. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 1 2 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 1 2 6 7. Cái bộ mic này là sóng hơi kém nhá. Chế độ 4 này, reverb 100% này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 1 2 6 9. Cái bộ mic này sóng hơi kém này. Thì vừa rồi các anh em thấy rằng là nghe được cái chất âm nhạc cũng như chất âm mic và effect ở trên dòng vang số DBS 750. Thế còn khi các anh em mua ấy, thì các anh em sẽ tin tưởng rằng một người chuyên làm vang số
thì trước tiên sẽ có cái sự đánh giá nó chính xác ở trên từng con số, và sau đó sẽ cài đặt cho các anh em và những chế độ mà nó sẽ phù hợp với bộ dàn của các anh em đang sử dụng. Thì bác nào có nhu cầu thì là hãy liên hệ với em 2,8 triệu ở chiếc vang số DBS 750, một dòng vang số hình thức đẹp, có cổng quang hay là mic riêng biệt, và có thể tùy biến ở trên các cổng xuất ra rất là tiện lợi cho các anh em sử dụng.